Hello, đây là Simple English. Các bạn hãy chỉ ra trong hai câu sau đây câu nào đúng. My family has five people. My family have five people. Và các bạn hãy xem hết video của ngày hôm nay và trả lời câu hỏi này nhé. Thật ra family là một danh từ đi được với cả động từ số ít lẫn động từ số nhiều. Vậy khi nào nó được sử dụng với động từ số ít? Thì family được dùng để ám chỉ một đơn vị đơn lẻ nào đó, có nghĩa là tất cả các thành viên trong gia đình đều làm một hành động giống nhau. For example, my family is going on holiday. Trong trường hợp này, có nghĩa là tất cả các thành viên trong gia đình đều đang làm một việc giống nhau, đó là đi nghỉ mát. Vậy, khi nào family được dùng với động từ số nhiều? Khi nó được dùng để ám chỉ các cá nhân khác nhau trong gia đình đang làm những hoạt động khác nhau hoặc nhấn mạnh sự khác biệt diễn ra trong nhóm. For example, my family are cleaning the house. Trong trường hợp này, các cá nhân khác nhau trong gia đình đang làm những hoạt động khác nhau. Có người dọn nhà, có người lau nhà, có người lau ghế. Vậy bạn sẽ chọn đáp án My family has five people hoặc là My family has five people.